Vâng, xin chào chị. Hôm nay là em quay video về cây giả hạc chớp Mỹ. Thì tên thường gọi Việt Nam thì mình hay gọi là chớp Mỹ, bởi vì cánh hoa nó chớp, chớp viền tím. Còn của nó thì vẫn là màu trắng tím, nhưng nó là chớp hồng. Cái này thì là nó gọi là trầm, trầm lai phi điểm. Thì nó có móng anosum, mắt của nó thì nó có mắt gọn gàng giống phi điệp. Trong cây máu lai của nó thì ngày xưa là cây này cách đây khoảng 4 đến 5 năm thì là nguồn gốc cây này xuất xứ ở Mỹ, nhưng mà là được Đài Loan và Thái Lan mua về nhân giống thì mới cung cấp sang thị trường Việt Nam. Còn thì ở thị trường Việt Nam mà xách tay những cây Mỹ này về thì rất là ít và nó rất là hiếm, bởi vì cây này khi mà nó gốc mà chuẩn cây Mỹ thì nó hoa của nó, cánh hoa nó rất là căng, nó không bị rủ. Anh chị có thể nhìn bông này, cánh nó rất là căng, nó căng hết cỡ, nó không bị rủ như là trầm. Đấy, nếu nói về trầm thì là hoa cánh nó hơi bị rủ buồn, trông nó rất là buồn, nó không thăng hoa như cái này. Cái này nó cây Mỹ gốc Mỹ cũ nên là nó hoa rất là căng, căng cánh mà rất là đẹp, trông rất là cân đối. Còn như cây về sau thì Đài Loan và Thái Lan mua về nhân mô thì nó không còn được, là cánh hoa nó không được còn là căng như là cái cây Mỹ gốc này, bởi vì cây nhân mô ra thì nó đã bị lai máu của cây Nectar trầm nhiều. Thì hôm nay là em nói sơ lược về nguồn gốc là như vậy. Bây giờ thì chủ yếu là cây nhập về từ Thái Lan và Đài Loan. Chứ còn những cái cây Mỹ này thì nó gần như là đã hết rồi. Và nó chỉ còn của những người chơi cũ thì mới còn. Còn không thì là gần như là cũng không có. Đấy, thì hôm nay bây giờ em phân tích một chút về cái gọi là thân lá, để anh chị đi mua cây nhận biết nó làm sao được một cách gọi là dễ nhất. Bây giờ đang nở hoa vào là tháng 4 dương lịch. Hôm nay là mùng mấy tháng 4 không nhớ. Nở khoảng tháng 3 âm lịch, tháng 4 dương lịch. Đây là cái cây chớp Mỹ đây. Thì em sẽ nói sơ lược về cái cây bộ thân lá của nó. Đây, đây là cái gốc rất là nhiều mầm. Thân lá của nó thì nó dòng lá giống phi điệp, lá to, nảy mầm sát gốc, mầm là xanh, không có ám tím, cổ nó không có khắc tím hay là hồng gì hết, nó xanh là xanh mướt luôn. Cây này nó rất là khỏe. Nó lên với cái thời điểm này nó lên khoảng tầm 10 xăng như này là rất là khỏe. Mầm xanh biếc. Và đây là một cái kỳ nuôi lên là năm thứ 3. Năm thứ nhất đây. Có một thân đã bị cắt trụi đây. Đây. Đây chính là năm thứ nhất. Cái cắt trụi đây là năm thứ nhất. Năm thứ 2 thì là lên được cái cây là 3 thân là đang hoa như thế này. Đấy. Còn năm thứ 3 thì bây giờ đang ở đây trên này là 6 mầm. Bộ lá rất là xanh. Bộ lá xanh mà gần như là không xanh nọn, nọn chuối rất là xanh trong. Lá rất là đẹp, không tì vết gì. Trên mặt lá thì nó cũng gần giống với các dòng phi điệp là nó cũng hơi có gân. Sọc sọc. Như những cái dòng lan phi điệp khác. Lá cái này là đầu lá nhọn và cuối lá là nó hơi cong rồi này, mọc quạng. Đấy, cái này đây. Những cái lá già cứng là nó hay bị cong kiểu mọc quạng này. Đấy. Đây. Lá đây thế. Đấy. Còn những cái lá non thì khi mà nó chưa trưởng thành hết thì nó chưa thể gọi là cong được. Những lá già đây, những lá già từ năm ngoái đây thì nó thế. Nó cũng đều hơi vặn vẹo,
và nó cong cong kiểu này. Đây, vặn vẹo này. Vỏ đỗ ấy, kiểu vỏ đỗ. Vỏ đỗ mọc quạ hoặc vỏ đỗ kiểu cong cong như vậy. Và lá nó lên và có rủ như này. Đấy. Cây hoa thực tế luôn. Cây thực tế luôn. Còn trồng thì mình trồng với những cái cây như này thì mình trồng thì nó cũng rất đơn giản thôi. Đây như anh chị có thể thấy là em cho là 3 loại phân. Đấy. Đây. Loại này màu vàng là loại phân Đài Loan. Nhập khẩu của từ Đài Loan. Đấy, cái này thì em cũng có bán. Nó sẽ ở cái phần khâu phân thuốc của em cũng có. Đấy, cái thứ hai đây là phân chuồn quế. Phân chuồn quế này thì em cũng có. Và em cũng đang sử dụng cái cây này rất là tốt. Thứ ba là cái loại phân phân này phân của Nhật. Phân màu trắng sữa của Nhật. Màu nó như thế nhưng mà nó là lại Hero Control. Thì tí nữa thì hoặc là anh chị có thể xem là trên web cũng có. Và có thể rắc này, rắc gốc toàn phân này. Toàn là loại phân trắng, rất là tốt. Đấy, đây là cái cây là kỳ năm thứ 3. Đấy là anh chị có thể thấy là nó cũng rất là khỏe. Bởi vì mình chăm bón tốt thôi. Và cái việc mà mình cho nó ăn phân là điều không thể không cho ăn được. Phải cho ăn nhiều thì nó rất là tốt. Với những cây khỏe cho ăn nhiều rất tốt. Còn những cây nào yếu thì mình không nên cho ăn nhiều vội. Bởi vì nó cần phải bộ rễ khỏe thì mình cho ăn nhiều ấy thì nó mới tốt được. Còn cây nào bộ rễ mà yếu khi mà nó chưa nhiều rễ mà cho ăn nhiều quá thì nó cũng bị sót. Nó rất là dễ bị sót. Đây là tất cả tổng thể của những cây cánh hoa. Có những bông đang nở và có những bông đã nở rồi. Cánh hoa rất là căng, màu rất đẹp. Đấy. Cái cây chớp Mỹ này ấy, thì là nó là cây cây cũ. Nó là cây sách tay từ Mỹ mang về nên là cánh hoa nó rất là căng. Và tay hoa của nó, cái tay hoa đây, nó ngang này. Đây tay hoa đây này. Đấy, nó rất là ngang. Tay hoa nó rất là ngang. Đấy. Còn với những cái cây trầm khác ấy, cây trầm lai khác thì tay hoa của nó là nó sẽ bị rủ. Chứ nó không được thăng hoa như cái này. Cái này nó tay hoa của nó được thăng hoa mà nó tay hoa đây được thăng hoa. Mà cánh hoa nó mở rất là vừa phải, rất đẹp. Còn nếu như mà nó mà rủ ấy, thì có tay hoa nó xuôi ấy, là những cái dòng trầm mới là tay hoa nó xuôi ấy, thì lại phải ngồi ở tận dưới này. Đấy, nhìn ngách lên này. Đấy. Thì mới nhìn được. Những cây này thì mình không cần phải ngồi hẳn dưới này mà mình có thể nhìn ngang này. Bởi tay hoa ngang rất là đẹp. Thăng hoa. Thường những người chơi địa lan là hay gọi đây là thăng hoa. Đấy, sậu giả hạc chớp rất là đẹp. Dòng này thì cây nó là cực kỳ khỏe. Mà giống thì nó tốt mà giá thì nó hợp lý. Nó không đắt như là các loại cây bây giờ. Dòng cây có thể là những cái dòng cây mới hoặc những cây tự điệp đột biến thì nó rất là đắt rồi. Còn như chơi những cái cây này nó cũng là cây rất là đẹp. Mà giá thành rất là tốt, chăm bón dễ. Giá thành của những cái cây này những năm về trước ấy, thì nó phải tầm mấy triệu một thân. Nhưng với bây giờ thì nó chỉ tầm độ khoảng 1 triệu. Khoảng 1 triệu một thân. Bởi vì ngày trước là mới có thì nó rất là đắt. Cây gì mới có nó rất đắt thôi. Nhưng nuôi lâu năm, nhiều năm thì nó sẽ rẻ đi. Nhưng mà cây này thì nó là cây Mỹ nên là nó cánh hoa của nó rất là căng nên là nó không giảm bao nhiêu so với giá thành của những cái cây chớp mới về. Những cây chớp mới về gieo hạt mô thì nó rất là nhiều mà giá rất là rẻ, bởi vì nó rẻ hơn cây này rất nhiều. Bởi vì là nó là của hàng Thái, hàng Đài nhân ra ấy, hàng nhân mô ấy, thì là tay hoa của nó thì nó ăn máu trầm nhiều hơn. Máu letter nên là nó
tay hoa nó bị rủ chứ nó không phải thăng hoa như cây này. Hoa nó xuôi, tay hoa nó bị xuôi và nhìn nó không đẹp như cây này được. Cây này nó là cây cũ nên nó là một trong những cây để sưu tầm bây giờ chỉ mua lại của người chơi hoặc là những cái người mà người ta có từ ngày trước xong người ta nhân ra nhiều ấy, người ta bán. Chứ còn nhập về thì nó gần như rất là ít. Người ta bán rất là nhiều nhưng cũng bảo là chấp Mỹ, nhưng thực ra thì nguồn gốc thì cần phải chọn nơi tin tưởng uy tín thôi, mua những cây nó đẹp và chuẩn cây để ra được những bông hoa đẹp. Chứ còn bởi vì cây chấp Mỹ về sau này về nó nhiều cây nó không bằng cái này, mà những cây không bằng cái này thì em không quay video làm gì cả, nó rất xấu, nó xấu hơn. Đấy, thì lúc nào hoặc là lúc nào đó thì em sẽ có thể là quay cái cây đấy, bởi vì cây đấy thì hoa nó không bằng cái này thôi nhưng nó cũng rất là đẹp, bởi vì màu sắc của nó rất là bắt mắt. Màu sắc bắt mắt, rất là đẹp. Đấy, thì cảm ơn anh chị đã xem video. Hẹn gặp lại vào những video sau.